Chủ đề hôm nay là nói về Linh mục Nguyễn Duy Tân bị thất sủng do âm mưu phản quốc. Như Dương Vy đã hứa với Linh mục Nguyễn Duy Tân rằng á, trước sau thì Dương Vy cũng làm một cái live dành riêng cho Nguyễn Duy Tân. Bởi vì sao Dương Vy hứa với Linh mục Nguyễn Duy Tân là như vậy? Bởi vì cái kênh giải độc chính trị ấy, cái kênh YouTube giải độc chính trị mỗi lần phát thì Nguyễn Duy Tân này này vào com trực tiếp và nói Dương Vy là bò đỏ bò đen đủ các loại. Và Dương Vy nói rằng á, trước sau thì Dương Vy cũng làm một cái live dành cho ông, chưa đến lượt ông đâu thì hôm nay là ngày đến lượt của ông ấy. Dương Vy đăng đàn nói về cái quá trình Linh mục Nguyễn Duy Tân hoạt động phi pháp phạm pháp, chống phá đảng nhà nước, kích động người dân như thế nào. Đấy, trước hết đó, Dương Vy sẽ đi vào cái quá trình mà bị thất sủng này này. Hôm mùng 5 tháng 10 năm 2020 ấy, Ban Mục vụ Giáo phận Xuân Lộc Đồng Nai đã có quyết định hạ cấp Nguyễn Duy Tân từ cha phó của nhà thờ Chánh tòa Xuân Lộc xuống làm người giúp việc, không được giảng lễ và chủ tế. Trước đó, cách đây hơn một năm, ngày 17 tháng 5 năm 2019, theo quyết định của Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Linh mục Nguyễn Duy Tân, Chánh xứ Thọ Hòa, chính thức rời nhiệm sở về làm Linh mục Phụ tá, tức làm cấp phó cho người khác xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, Giáo phận Xuân Lộc. Cư dân mạng nhắc nhiều người không lạ gì với những người, những cái sai phạm của Linh mục Nguyễn Duy Tân này, khi ông ta thường xuyên lên mạng để chửi bới chế độ, ủng hộ các đối tượng phản động, nhiều lần xuất cảnh ra nước ngoài để tiếp tục gặp gỡ các tổ chức phản động. Từ khi về làm mục vụ bị linh mục này, cái tên Nguyễn Duy Tân này luôn đưa ra những câu chuyện thị phi ngang trái, thường xuyên lên mạng xã hội Facebook tuyên truyền đả kích, nói xấu chính quyền, kích động xúi dục giáo dân có các hoạt động gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng tới uy tín, ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo nói chung, địa phận Xuân Lộc nói riêng. Với những sai phạm của mình ấy, Nguyễn Duy Tân đã bị cơ quan an ninh Đồng Nai mời làm việc tới gần 40 lần để làm rõ các sai phạm của ông ta. Bất chấp việc đó, Linh mục Nguyễn Duy Tân này này vẫn ngựa quen đường cũ, biến mạng xã hội trở thành công cụ để ông ta tuyên truyền các quan điểm sai trái. Đấy, chính vì thế nên bây giờ ông chỉ là người phụ giúp việc thôi, chả có chức sắc gì trong cái giáo hội giáo phận Xuân Lộc này cả. Đấy, sau đây Dương Vy sẽ đi vào một số cái cơ bản mà Nguyễn Duy Tân này này, này này phạm tội như thế nào, bị cơ quan an ninh người ta mời bởi vì đâu. Trong cái thời gian vừa qua, dư luận người ta hết sức bất bình, đặc biệt là những người dân yêu chuộng hòa bình ấy, không những bất bình mà phẫn nộ trước các hành vi vi phạm pháp luật liên tiếp, trước các hành vi tuyên truyền chống nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ đất nước của các linh mục, thí dụ như Đặng Hiếu Nam này, Nguyễn Đình Thục này, Nguyễn Ngọc Nam Phong này, Nguyễn Duy Tân này, vân vân. Nhưng có một cái linh mục có quá trình chống đối nhà nước liên tục, thậm chí đã tìm ra Nghệ An để gặp gỡ các linh mục như Thục, linh mục Nam, thì đó là linh mục Nguyễn Duy Tân. Hắn đã có những cái phát ngôn hết sức ngông cuồng, đã dám bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người lãnh đạo đảng, nhà nước, ví dụ Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, đấy, Thủ tướng, vân vân. Nhưng cái thông tin đến với mọi người ấy thì chưa nhiều. Còn qua đây Dương Vy sẽ chia sẻ về cái thông tin của Linh mục Nguyễn Duy Tân này này. Nó
vi phạm như thế nào. Đấy. Vâng, chào chị Thanh Nhã. Chào Nguyễn Văn Hưng, chào tất cả mọi người nhé. Mà ở đây có một cái hình ảnh linh mục Nguyễn Duy Tân này là chụp ảnh với con Emily. Đấy. Có gặp gỡ cả Đặng Hữu Nam. Mọi người có muốn xem không? Mọi người muốn xem mặt con Emily không? Còn đối với Tân thì mọi người biết rồi. Đây, Dương Vy sẽ cho mọi người xem chút. Đây nhá, cái con này là cái con mà nó nằm trong tổ chức Việt Tân nhá. Đây. Nguyễn Duy Tân, Đặng Hữu Nam, Nam Lợn này. Động đến cái bọn này là hay bị mất nick lắm này. Đấy. Thôi, như đã hứa, hôm nay Dương Vy sẽ chiến đấu với ông này một chút. Không thì bảo Dương Vy nói suông. Hôm nay, hôm qua hắn đã khóc rồi. Nguyễn Duy Tân á, cái vị linh mục này, sinh năm 1968. Trước lúc bị giáng chức sau là trở thành người phụ việc, giúp việc á, không được làm gọi là giảng đạo giảng điếc nữa. Thì hắn ở làm quản sứ ở Thọ Hòa, ấp Thọ Hòa Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Những cái phát ngôn của hắn bằng video hoặc đăng tải bằng Facebook ấy, mang tính chất rất là phản động, phản quốc. Ở đây có rất là nhiều cái câu nói của hắn này, Dương Vy sẽ đọc lên để mọi người nghe cái mức độ hắn tuyên truyền chống phá đảng nhà nước như nào. Nếu các linh mục chúng ta đoàn kết thì cộng sản sẽ phải giải tán sớm thôi. Cộng sản giải tán để cho dân đỡ khổ. Đó là một. Tiếp này, tôi cầu mong cho cộng sản đừng phạm tội ác chống loại lại nhân loại. Tôi nói cho Nguyễn Duy Tân biết này, nếu mà cộng sản ác ấy thì ông không bị cơ quan an ninh mời đến 40 lần đâu, ông đã bị người ta xử thẳng tay rồi nhá. Mà những cái linh mục đoàn kết lại với ông ấy thì có mấy ai? Có Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong. Nói chung là chỉ có 4 năm ông gặp gỡ con Emery này thôi. Tiếp đến này, tôi chỉ muốn cộng sản được giải thể để cho đất nước, cho dân tộc được tự do, dân chủ và nhân quyền. Tôi xin thưa rằng Nguyễn Duy Tân ạ, đất nước Việt Nam á, dưới sự lãnh đạo của cộng sản, sự điều hành quản lý, sự quản lý của đất nước, của nhà nước, sự quản lý của chính phủ, thì nhân dân Việt Nam lúc nào cũng tự do nhá. Nhân dân được dân chủ và nhân quyền. Còn cái nhân quyền, cái tự do của ông ấy thì muốn đưa một cái chế độ mà đang cả thế giới ngưỡng mộ này này trở thành một cái quốc gia
đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, có chiến tranh, đất nước xáo trộn. Ông nói rằng vào năm 2018 chế độ cộng sản Việt Nam giải thể để cho Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà bây giờ đã bước vào tháng 10 năm 2020 rồi, thì những cái lời nói trước đó của ông không bao giờ thành hiện thực là một. Cái thứ hai thì chính vào tháng 10 cách đây hơn 2 năm trước ông nói ra những cái lời này, thì bây giờ ông trở thành một kẻ giúp việc, phụ việc cho giáo xứ rồi. Còn ông lại tiếp tục đồng tình ủng hộ Vũ Quang Thuận thực hiện cái phương thức đấu tranh bất bạo động để giải thể Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình Vũ Quang Thuận live stream, mà cái live trước Dương Vy cũng nói đấy, lúc Vũ Quang Thuận live stream có đợt có cả con Hoàng Thị Hồng Thái, tức nick Facebook Hồng Thái Hoàng, mà hôm trước cái đài Quốc hội 365 có đưa cái bài phỏng vấn của Hồng Thái Hoàng lên đó. Mà Vũ Quang Thuận bây giờ đã làm sao, đang thụ án tù, ngồi trong nhà tù quyền chống phá đảng nhà nước nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nha. Còn ông với Hồng Thái Hoàng này, tức Hoàng Thị Hồng Thái ấy, chưa bị vào tù thì các ông các bà phải quay đầu lại nhìn lại xem vì sao mình chưa bị vào tù. Còn cái đà chống phá này ấy, trước sau gì cơ quan an ninh người ta cũng vô cổ các ông, mà song sắt nhà tù để cho các thành phần phản động như các ông này nó rộng mở và luôn luôn rộng mở, nghe chưa? Ông còn nói rằng Cộng sản luôn đóng vai ác, Hoa Kỳ luôn đóng vai thiện. Xin thưa rằng nếu mà Cộng sản đóng vai ác, ngày 30 tháng 4 năm 1975, những cái thành phần theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa là lính tráng, là ngụy quân, ngụy quyền, bán nước tay sai, là những thành phần tay sai bán nước cho Hoa Kỳ đã bị Cộng sản tiêu diệt rồi. Thậm chí cả những thành phần phản động trong giới linh mục các ông cũng bị tiêu diệt luôn. Nhưng ác ở đâu? Luôn luôn lên mạng tuyên truyền Cộng sản hèn với giặc, ác với dân. Chỉ có các ông ấy mới bịa chuyện, xuyên tạc, vu khống và vào cái thời điểm trước lúc mà xảy ra cái vụ việc 2018, tháng 6 2018 biểu tình bạo loạn ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Thuận ấy, ông còn tham gia vào live stream đi các diễn đàn phản động ở hải ngoại, diễn đàn nào cũng có mặt của ông, đặc biệt là diễn đàn Tân Thái, VN Trương đấy, cả Trương Quốc Huy hồi ấy vẫn còn đang mở diễn đàn, không chưa làm N10 TV. Thì ông còn hiến kế làm mọi cách nào, làm như nào để cho Sài Gòn hoặc một số thành phố khác, người dân xuống đường biểu tình để kẹt xe, từ đó chiếm cứ một số cái cơ quan của các địa phương đó, mà đặc biệt là đài truyền thông, đài truyền hình, để từ đó phát đi kêu gọi người dân xuống đường tham gia biểu tình lật đổ chế độ cộng sản. Cái đó là cái dã man của ông. Trong quá trình Dương Vy đang chia sẻ bài viết nhé, Dương Vy chưa nói xong thì mọi người đừng cứ yêu cầu vào. Sau khi Dương Vy
chia sẻ xong rồi thì mọi người gửi yêu cầu Dương Vy sẽ mời tất cả mọi người lên cùng nhau bình luận, cùng nhau gọi là đàm đạo các thứ để làm rõ bản chất. Đây á, là những cái lời lẽ bịa đặt vô căn cứ mang tính chất chủ quan cá nhân của linh mục này, của cái tên linh mục Nguyễn Duy Tân này. Mục đích của hắn là chống phá cách mạng, chống phá đảng nhà nước. Hành động của linh mục này từ trước đến nay là tìm mọi cách nhằm kích động những phần tử phản động bất mãn với đảng nhà nước chế độ để hòng tập hợp tạo dựng phe cánh, gây xung đột, gây rối loạn tình hình chính trị, làm cho xã hội nó đảo loạn đấy, và khi có điều kiện thì xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đối với việc mà linh mục Nguyễn Duy Tân ấy, đòi xóa bỏ chế độ Đảng Cộng sản ấy, thì nhiều linh mục có đề cập đến linh mục Nguyễn Duy Tân này. Đúng rồi anh Hoàng Nguyên, ông ấy cũng bảo là chiếm giữ đài phát thanh truyền hình mục đích là khống chế đấy, để kêu gọi người dân tập hợp. Rất là nham hiểm. Còn sau đó hắn tìm đến Quỳnh Lưu, Nghệ An, nơi linh mục Thục và Nam đang quản xứ ở Nghệ An ấy, càng thể hiện rõ những kẻ cùng chí hướng chống đối nhà nước đấy, tìm đến với nhau mà tập hợp nhau lại thông qua cái sự chỉ đạo của con Emily Pangate này, mà lúc nãy Dương Vy có đưa hình ảnh ấy, mà cái con này ấy, thường xuyên về nước trước cái giai đoạn đấy để làm sao để bơm tiền mà đi qua đường tiểu ngạch nhá. Từ bắt đầu ở Campuchia về ấy, trốn qua thì được chính những cái thành phần tham gia ủng hộ cái việc Nguyễn Duy Tân này, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục này này, Ngọc Nam Phong á, là những người, những cái con chiên ngoan đạo theo cái đám này ấy, bảo vệ cực kỳ là nghiêm ngặt, cực kỳ là tối mật cái thông tin của con Emily này. Đến nơi thì mọi người mới biết, không phải là tất cả nhá, chỉ có một số người theo dõi những cái hành động của hắn thì mới biết rõ đường đi nước bước của bọn này. Cái vụ việc vừa rồi ấy, giáng chức ông này xong là từ phó sứ trở thành người giúp việc ấy, làm cho nhân dân cả nước người ta cũng hài lòng, mà đặc biệt hơn ấy, là những người theo đạo Công giáo mà yêu chuộng hòa bình, yêu đất nước Việt Nam đấy, yêu cái chế độ xã hội chủ nghĩa này này, người ta rất là hài lòng, rất là mừng. Bởi vì ấy, trong giới Công giáo Việt Nam này này, người ta không ai thích làm cái việc chống phá đảng nhà nước này đâu. Chẳng qua chỉ có một số con dâu sâu làm dầu nồi canh thôi. Mà có một cái thời gian ấy, người dân người ta hết sức bức xúc, bức xúc đến cùng cực đến đỉnh điểm của sự bức xúc. Đó là có việc những người mà yêu nước ấy đã thuê xe ô tô đến tận giáo xứ Thọ Hòa để gặp đối thoại với linh mục Tân này, nhưng mà bị linh mục Tân ấy, chơi một cái bài, một cái vố, cái video clip đấy Dương Vy có xem, cái live stream đó Dương Vy có xem, mà hắn ấy, trốn trong nhà quay phim live stream và tung lên mạng xã hội kích động kêu gào người dân, xong rồi hắn lại vu cáo cho là cơ quan an ninh đến đàn áp giáo xứ đấy, đàn áp hắn. Những người đó Dương Vy vẫn nhớ tên, nhưng mà thôi không phải nhắc tên làm gì, chỉ biết cái hành động của hắn là được rồi. Chào anh Kiên Trị.
Nguyễn Duy Tân ấy, không những là làm những cái việc kêu gọi hay là xuyên tạc chống phá như thế này nọ, hoặc là hướng dẫn người ta cách để gây náo loạn, xong là cướp một số cơ quan chính quyền, cướp đài phát thanh, mà hắn còn công khai ủng hộ cái chế độ ngụy quân ngụy quyền, ủng hộ cái chế độ cờ ba sọc que củi ấy. Hàng năm hắn đều đến mộ ông Ngô Đình Diệm để làm lễ dỗ, đến dỗ cái dòng Chúa Cứu Thế Ba Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, cho các buổi lễ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và phát biểu xuyên tạc chống đảng nhà nước đấy. Mà hắn là người cầm đầu tổ chức làm những việc đó, tri ân cái con khỉ mẹ gì. Mà trước đấy tại sao lại ông Ngô Đình Diệm bị giết, để còn bây giờ là các ông lôi ông Ngô Đình Diệm ra tri ân, mục đích gì? Các ông kêu gọi những người đang ở hải ngoại còn mơ tưởng về một cái chế độ đã sụp đổ cách đây hơn 45 năm về trước, cái chế độ ba sọc ba que ngụy quân ngụy quyền que củi ấy, để hun tiền vào cho các ông kêu gọi cái phong trào ở trong nước, mà hắn ấy là cha quản xứ lúc ấy, lợi dụng mọi việc đó để tuyên truyền cho con chiên, kích động con chiên ủng hộ hắn đấy. Sau những cái ồn ào chống phá quyết liệt trong nước, cuối năm 2017 nha, Nguyễn Duy Tân này sang Đài Loan gặp gỡ một số đối tượng khủng bố Việt Tân tại Đài Loan. Mọi người còn nhớ có một người hay lên trên live stream Dương Vy mà tuyên truyền xuyên tạc này không? Tuấn Thanh Borero nhá, là người ở Phú Thọ, Thanh Sơn, Phú Thọ. Trước cái giai đoạn gặp Nguyễn Duy Tân này này, hắn ấy là một người có chống đối, có chống phá, có tuyên truyền xuyên tạc, nhưng không mạnh bạo, không treo cờ, không vu cáo, không quyết liệt như bây giờ. Nhưng mà từ khi gặp Nguyễn Duy Tân này này ở bên Đài Loan ấy, hắn ra sức công khai chống đối, chống phá. Tiếp đến còn một thằng lập ra cái nhóm hiến pháp ấy, cũng ở bên đó, và một đứa nữa, nhưng mà thôi cái đấy cơ quan an ninh người ta giải quyết rồi, Dương Vy không phải nhắc đến nữa. Và ngày 3 tháng 1 năm 2018, Nguyễn Duy Tân đã có mặt tại Úc để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện tuyên truyền xuyên tạc chống phá đất nước của mình theo thông báo của các đối tượng Việt Tân ở Úc. Linh Tân ấy có các chuỗi nói chuyện với chủ đề con đường nào cho Việt Nam đấy. Ở Úc ấy, những cái số đối tượng Việt Tân là rất là nhiều này, mà thằng Quân Trương nó cũng có trong cái việc đấy. Mà thằng Quân Trương bây giờ là gì, nó thường xuyên mở live stream để tuyên truyền xuyên tạc chống đảng nhà nước. Mà Tân này đã từng gặp cái tên Quân Trương này. Việc mà các đối tượng ở Úc tìm cách móc nối với Nguyễn Duy Tân sang để nói chuyện ấy, là chuyện bình thường, mặc dù để được nhập cảnh vào Úc hoàn toàn không phải là dễ dàng nha. Sau về nước năm 2018 cuối đến hết năm 2018 bước sang năm 2019 ấy, hắn bị giam chân, có nghĩa là cha quản xứ đã hạ cấp hạ bậc, nhưng mà khi làm phó xứ vẫn tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc live stream. Và bây giờ cuộc đời hắn coi chấm hết. Hôm qua đã khóc vì từ một quản xứ xuống phó xứ, từ phó xứ trở xuống thành người phụ người hầu, không được giảng
đạo giảng thánh nữa, nên là khóc. Và bây giờ cái cơ hội ăn để tuyên truyền xuyên tạc không có nữa. Phải chăng á, có thì chỉ lên Facebook. Mà dần dần á, từ một vị phó sứ, quản sứ, phó sứ rồi trở thành một vị linh mục bình thường, không có chức sắc gì rồi, thì cơ quan an ninh người ta sẽ vào cuộc, sẽ sờ gáy ông. Tôi nói thẳng như thế. Còn ông á, thường xuyên vào trang kênh Giải Độc Chính Trị, lúc phát các like, hầu như like nào cũng có mặt ông. Ông chửi rủa bọn tôi là bò đỏ này nọ. Lý do tại sao bọn tôi không muốn nhắc đến ông, nhắc đến ông nhiều để làm gì? Nhắc quá nhiều rồi để ông chơi chén thêm à? Nên cái like này là cái like cuối cùng tôi dành cho ông, trong cái cương vị vẫn là người chưa bị cơ quan an ninh điều tra người ta tống giam vào tù. Khi nào ông bị cơ quan an ninh điều tra người ta tống giam ông vào tù, kết án tù, tôi lại làm cho ông một cái like nữa, là hai cái like.